Ôi cái gì? Ôi kinh thế. Ăn pha phải không? Ui ăn pha kia. Ui ăn pha thật. Đúng ăn pha thật. Ui ui cứu ông ấy. Ui sợ thế. Ui bị quái vật lôi xuống rồi. Ui ôi. Ui có cứu ông ấy. Có cứu không? Có cứu không? Ui ôi kinh thế. Ui ôi. Ui ôi. Cứu ôi kinh thế. Ôi đây. Làm sao đây? Ôi nhiều người lắm. Em nghe tiếng của Appa. Hả? Appa. Nào nào, hẹn Khoan, tại sao? Có thể đây là một cái bẫy thì sao? Nhưng mà chú thấy làm gì? Tại sao bọn lại chú đứng đây? Có lý do gì không? Nhìn bắn nó, nhìn bắn nó chưa nào? Làm sao? Sao bạn bạn anh em, làm sao bây giờ? Tại sao lại họ lại chui xuống đấy? Ủa kêu cứu kìa. Để họ đi. Để nghe. Nói gì cô thằng kia? Ôi. Tại sao? Em có biết lý do tại sao không? Không. Bây giờ tại sao bấy nhiêu người, một người rơi xuống thì mình còn có thể chấp nhận được, nhưng mà vấn đề là bấy nhiêu con người mà rơi xuống một cùng một lúc ấy. Ôi chết. Nó là vấn đề đấy. Đây là cái bẫy sao? Nó là cái bẫy, biết đâu là đằng sau đây là những con người này bị ai nhập. Hả? Bị bắt đâu? Hay bị một thế lực nào nó đang lôi kéo gì đấy? Có nên cứu không? Không cứu đâu. Không cứu bà dê bây giờ sao bà mà già rồi mà bà sống vô tâm thế? Nhưng mà bà già nó bắt luôn cả ba. Bà già mà bà rất là vô tâm, nói thật luôn. Bây giờ bà già rồi bà sống được ngày nào hay ngày đấy thôi, nên bà phải làm sao để cho con cháu hoặc là mọi người người ta tôn trọng chứ. Kệ chúng nó đi, bây giờ mình cứ sống đã. Mình sống chỉ biết mình tính ra. Ôi, nó toang rồi. Nó toang rồi. Sao mình lại gần nó lại kêu mà mình đi xa tao lại không kêu nữa. Ừ đấy. Ơi. Nhưng mà tại sao? Này. Lại còn mang cả bóng điện xuống nữa. Bóng điện xuống để làm gì nữa không? Ừ này, đấu là cái dây điện nào nữa này. Ui dồi. Ui đầu tư này. Cái này cũng đầu tư này. Nó xem nào, xem nào. Cầm mấy quay để ngoài. Anh ơi. Anh mở. Có ai vứt em xuống đây không? Không. Ai? Tại sao em lại chui xuống đây? Không biết là đâu? Không biết à? Em xuống đây làm gì? Mày quay nhảy. Ừ rồi. Chúng ta bình tĩnh lại. Từng đứa nói một. Anh cha ra. Tại sao em lại chui xuống đây? Em á? Ừ. Bạn này nó chui em xuống. Mà bây giờ làm sao? Bây giờ kéo sao lên được? Ok, để tí nữa anh cứu. Em có nhiều lắm anh ạ. Hả? Nhiều. Làm sao? Tại sao họ lại trúng xuống đây nhỉ? Đúng rồi. Còn bọn lại phát nước. Sao? Là sao? Đỡ xì bay ơi.
tại sao bà dê, tại sao chúng ta không lấy cái thang hoặc là kéo lên mà lại cho người xuống? Mà cứu nó làm gì? Hả? Chị ba giải cứu thế giới mà. Hả? Chị ba giải cứu thế giới. Ô, xuống rồi à? Ê, ê, hay là lúc nãy bọn em cũng xuống cứu ai mà cứu theo kiểu này đấy, đúng không? Vâng. Làm sao? Cứu ai đấy? Kể lại câu chuyện đầu đuôi em nào. Em xuống đây em thấy có anh Mi Sáu Mi ra đây rồi. Thế là em xuống em cứu. Vâng. Ôi giời đất ơi, bây giờ chị ba đã xuống rồi, tiếp tục là thằng nào chưa? Là sao? Nhưng mà tại sao lại cứ? Hả? Tại sao lại thế nhỉ? Tại sao bọn nó lại chui xuống đây hết cả? Bây giờ nó lại còn cái lối thêm một thằng chí vai xuống thôi. Toang rồi. Em xuống đi, em quay phim thôi. Xuống chưa? Cho nên em bất tử mà. Không cứu cha ta đi, cha ta bổ. Để bà dê xuống. Bà dê què chân rồi. Thì xuống què cùng. Đấy, để em để bọn nó nói gì. Ê, nhưng mà anh dám vào đi. Anh dám xuống chị. Bà dê làm phát đi. Cho bà dê làm phát này. Nào. Quá trời. Cái gì em? Cứu hồi em. Anh hỏi cứu em. Anh hỏi em này. Em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Không trả lời, không trả lời, không cứu. Em có yêu anh không? Em nói đi. Em nói yêu anh gì rồi anh cứu em thôi. Không cứu đâu. Đừng có lôi anh nha, trời ơi. Bảy bảy xuống cứu, anh nghĩ có vấn đề ở đấy không? Xuống đi. Nào né ra anh bảy xuống nhá. Thế ra anh hỏi lại lần nữa em có yêu anh không? Sao trả lời, im ra. Anh cứu em. Ê, đừng có cười. Rút quả xuống làm gì, không lên à? Đúng nhau lên đi. Cái gì cơ? Từ. Mày hỏi gì cơ? Bắt gì? Bắt gì? Bắt gì? Cái gì? Chị ba sợ ếch, vậy là bọn nó bắt ếch bà dê. Anh cầm bà làm gì đây? Bắt ếch làm gì đây? Em bắt đấy. Nhưng mà ếch con tôi em lại bắt ếch. Có gì
nhiều hay không? Nhiều hay không? Nhiều lắm anh. Bắt phải làm, bắt phải nấu cháo ăn đi. Bà Lê ơi, cầm đầu con. Bắt đầu con nhiều. Bà con nấu đầu con nhiều. Ôi, thằng này chạy rồi. Thằng này sợ, thằng này sợ. Này, cho con một cái nào. Bà Dê ơi, toát rồi. Kệ chúng nó đi. Kệ chúng nó đi, còn mình bây giờ. Sợ bọn này sợ ếch rồi. Im lặng đi. Không đâu. Con này nó mạnh quá. Cứu đâu. Không mở đâu. Không thèm mở luôn ý. Vậy là Spider-Man với lại anh 707 bây giờ nó đang sợ ếch. Thế là tụi nó rụt xuống. Spider-Man với 707 thế. Xem văn nữa nào. Mày làm trò gì đấy hả anh Phá? Hả mày bộ người khác cứu mày mày đem. Bà sẽ không cứu con đâu, con đã bắt bà. Yeah!
ơi, con chui chui gì? Bây giờ anh này nói này sao vậy em ơi? Vậy là bọn nó bắt được ếch như bà dê ạ. Bọn nó bắt được ếch nhá, nhiều ếch lắm. Đây là mấy nấu cháo anh? Ếch nấu cháo à? Ừ. Quê có kinh cứu lắm kìa. Anh cho em cầm ếch đi. Anh ơi. Ơi. Cứu em. Ôi trời ơi. Anh chết rồi. Không cứu đâu. Ô mày cứu. Anh ơi, con này nó tắt nổi. Anh ơi, nhìn con em pha này. Đi lên đi. Đi lên đi cho anh. Đi lên đi. Đi lên nha. Kinh nghiệm bọn này bắt được giống ếch thật đấy. Bảy nó lại kìa. Để anh lên. Thôi thì tha cho bảy chứ nó phải tụi em. Con này nó thấy ai lên nó muốn lên cho bảy cái. Tha cho bảy đi, bảy nó tụi rít ác đấy. Làm sao vậy? Bảy sợ à? Bảy sao đấy? Sợ anh. Bảy. Ba. Bà dê cứu con nữa nhá. Con hãy tạ ơn bà dê đi. À. Người đi đánh nặng quá. Lên được không? À. Wow. Xách đưa nhau đi. Cầm tay. Chị bay ở dưới đi để đu nít con kia lên. Đi ra để bọn em đưa mang lên cho anh nhìn. Đi ra. Đưa ếch cho bà dê vào đây, đút vào chậu đi. Hả? Đi chậu, đi chậu. Hả? Cầm ếch em. Bà dê. Cầm ếch rồi anh em. Bà dê. Bà dê cái gì vậy? Đừng đập ếch! Túi không? Túi được ếch mà! Trông giống túi được ếch! Ê! Bỏ vào đi! Bao nhiêu? Bà nhiều có nhiều không em? Mấy con? Đấy! Mấy con? Nó nhúc lên như con giòi ấy! Cái gì mà kinh vậy? Ê! Bảy sợ ếch em! Em xuống đây! Để vào đây! Vậy lùi, tụi nó rủ nhau này bắt đấy. Anh ơi, em đưa anh ấy.
Trời ơi, đưa như thế bố anh em cầm. Nhổ 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 mấy con, ba con à, ba con à, mấy con. Ôi, xem nào, bên trong nào, để xem nào, xem nào. Xích xích con à. Wow, wow, wow. Nó nhảy. Mày trêu anh, mày đi ra cho ra ơi, lên đây. Em. Từ từ, đừng. Con này nó còn nặng nữa. Sao lại sao anh đi bắt ếch kìa. Đừng nghe. Tôi đi bắt đồng loại mình. Đâu vậy? Em nó bắt đâu. Ăn ếch con này. Chạy vào tay em ấy chứ. Thôi được rồi đấy, cứ vậy, cứ vậy thôi. Chứ thôi để chiều à, tối có hơi thì cứu tiếp vậy ạ. Ý là mình ăn cơm mọi thứ no nê rồi mình cứu tiếp được không? Được. Đi ra. Thôi được rồi. Đỡ khẩu được. Vậy thôi. Ngồi vào, ngồi vào đây. Ngồi vào đây. Anh ơi, anh không đưa gì cho bà à? Không. Em đưa gì cho bà à? Bảy mệt rồi. Bảy nó mệt rồi, nghỉ thôi. Nghỉ. Thôi, cứu hết sức rồi. Cơm à. Thôi. Đợi anh nha. Đợi anh một tí, anh chỉ mệt đã. Đứa nào xuống đấy trước? Đứa nào? Đâu? Con này á? Con đấy kìa. Đâu? Nó tự đi bay. Anh nó bảo là đồng lại nó ở đây. Xuống đi bắt ăn đi. Để em đếm đất cho mày nhìn nè. Ui. Ui, nó mở ra, mở ra nhìn được. Con còn to quá lắm. Hả? Con nó phải to gấp đôi em luôn. Dạ. Nhìn nó nhảy mất đấy, nó nhảy nhất. Đây nhìn nha. Các bạn em cầm vô tư đấy. Hả? Quá. Thôi. Nói có gì. Đừng. Kinh. Cái đùi này mà. Kìa nó chạy mất kìa. Cái này phải có vải nó mới không trơn. Nhá. Ủa. Ôi hồ ơi, bọn em cầm với anh giống như kiểu cầm cái kẹo ấy. Anh hôm nay anh sẽ tặng một nụ hôn cho mọi người. Anh hay là anh hôn nó cho nó biến thành công chúa đi. Không sao mà vậy. Mày đi ra đi, tao cứu người yêu tao trước. À, trời ơi, nhặt đi. Ăn đi tôi nha. Ra được nhé. Thôi đi nấu ếch đi. Kéo kéo sáu đi vậy á. Kéo sáu lên đi mọi người. Kéo sáu lên. Ai ơi ếch kéo. Kéo. Anh mày ăn ít thôi nha. Mày nặng lắm. Mày đánh rắm à? Mày đánh rắm mày mèo ở dưới đấy nhá. Anh caramel đấy nó làm sao ấy? Sao vậy em? Này, nó bắt ổn. Ổn không? Nè. Hả? Nè. Nào, anh xem nào. Để em xem nào. Ok. Bắt rồi. Bắt đây đi. Đi đi. Rồi bắt đây. Ăn vào. Anh bắt đi. Ôi, đây, nó chạy mất nè. Anh không bắt được ếch đâu. Anh sợ ếch. Đâu.
bạn 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 bạn. Ngoan nào ngoan. Màu xanh kia kìa. Ở mới. Ồ con gì màu xanh á? Thôi kệ. Anh phải đi. Anh đi anh bạn. Bể chân nó dài chạy nhanh lắm. con này to nhất đâu cháu. Không, không có chất. Con này to hơn. Con này to hơn. Em nhìn vào đôi mắt nó mà em nói những cái món ăn như thế. Em ơi, em thích ăn đấy không? Đôi mắt những cái đôi mắt long lanh cầu. Đây. Chắc là nó đang thèm ấy, chắc nó đang thèm em hỏi nó. Hôn nó đi. Em có ăn đấy không? Nó nó đi hôn dưới kìa. Đi cho nó hôn đi. Ừ, anh hôn đi. Em cần hôn thử anh. Hình như anh cameraman cũng sợ cái sao ấy. Không ghê ghê thôi chứ anh không sợ như bọn kia. Mọi người sợ không? Hôn hôn một mỏ này nè. Nó đến đây chị nhá. Hôn này hôn một phát nè. Không, bỏ ra để yên em đang cho ếch hôn mọi người. Ê, em xem nó hôn kiểu gì. Cho em nữa. Cho con mèo. Em đi bắt ếch à? Hả? Ấy đi bắt đây à? Em đi bắt đồng loại của em. Đây ấy người ta nhé buôn. Đây không phải đâu. Em là anh hai con này. Ôi trời ơi. Trời ơi. Con này là anh phải ấy lại buôn anh chạy đi. Xin mày. Đưa tay đi nào. Xin mày đây. Đi. Không. Lại đi buôn đi mà. Được. Đứng lại đây. Tao bảo anh buôn đánh mày đây. Đi ra đi. Sao? Nói anh Bốn đây. Anh Bốn yêu tao hơn yêu mày đấy. Mày đi ra chỗ khác đi. Mày đi ra. Anh không phải sợ đâu. Anh nó là kép của bọn em. Đúng rồi. Đúng rồi. Để chơi mày mà. Đi. Đi mà. Đi nha. Để chơi mày mà. Chà ra em còn cười được à. Anh bảo ui. À
Lau mắt rồi kìa. Con này nhá, mình về nhá, xong rồi là đi tắm rửa, xong rồi là đi ăn buffet. Được hết nhỉ? Đi, đi xong về rồi. Qua chứ, đi đi. Đi. Qua không? Qua không? Con không xin được thì con để trả nhá. Bao nhiêu đấy nhỉ? Hướng nhỉ? Bao nhiêu đấy? Để anh đi lẹn lẹn vào anh xem nhé. Có. Đi đâu? 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 Mở cửa cho anh thôi, đừng xin vai gì kìa mẹ nó.
Lỡ chị ba nó sợ lắm. Nó ngất không đấy thì sao? Ngất á? Nó ngất không? Chị ba nó sợ lắm. Đúng rồi. Hay là bạn thân mà. Thôi mình đi ăn mắt coi. Nó cái bụng trước đó. Tôi thả bọn nó không? Không. Nhưng mà anh sợ, sợ chị ba nó ngất. Nó bị, ngày xưa là nó bị chít ra đi vì mấy lần bã lách rồi đấy. Ra đi á? Ừ. Ngồi xin cạnh, ngồi xin cạnh. Nó bị gì mà? Ra đi. Ừ, nó bị sốc luôn. Hồi đấy là bị cấp cứu gần nữa. Hay là anh ơi, hay là thả nó xong bọn mình chạy đi đi. Chứ có được không? Anh thả đi nhá. Anh thả đi bọn em đi. Anh đi trước không? Anh thả đi. Anh đi trước. Phải đợi anh đấy nhá. Bọn em đây. Anh đi trước. Anh sao leo lên trên này á? Thằng này làm sao? Thằng này là thôi. Người cho anh đi mà. Tao lòng có chứ. Thầy được không nhá? Toàn rồi anh em ạ, bây giờ mình cũng phải tìm cách mình đi trốn thôi. Chứ lát nữa thằng bảy nó đến tính sổ với mình nhé. Bà dê ơi đi. Đi. Trốn chạy. Chạy thôi. Anh em nhớ follow kênh nhá. Có trò trốn thì trốn bảy, trốn anh em thì anh em có comment với mình luận đi. Được không? Nó sợ nhiều cái đấy. Ui, chạy chạy. Mà chạy đâu ấy, chạy ra đồng à? Nước. Ui sao đồng, bắt cầu cầu ăn đi. Bye. Bye bye anh em. Mở cái mồm ra chứ nào. Nhanh lên. Ôi giời ơi bọn này. Bây giờ kinh tế khó khăn các thứ. Còn rủ nhau mà mua bim bim bánh kẹo ra ngoài này mà. Chiến à? Ôi giời ơi. Hả? Vâng anh. Ông rủ anh bốn đi à? Không. Anh bốn rồi hả bấy? Anh bốn bảo là đi mua bim bim cho em ăn nữa hay sao ấy. Ôi giời ơi. Ăn bim bim thì không có tốt quá. Không có thì không có sức khỏe đâu. Không tốt phải gì. Ủa béo. Nó ấy phải nghe. Nó phải có nóc ấy. Ủa nút vào đấy. Thằng Chu này ngang thế nhỉ? Thấy gì? Thấy gì cơ mà to? Có chuyện sạch cái má. Ê! Ê! Thằng Chu này nó mà. Này, dừng lại. Mày có muốn bị đánh, mày có muốn bị đánh không? Hả à, Chu? Chu! Ngang, ngang giật anh em ạ. Anh lấy lên. Để biết tin đây. Chu! Nó lên, mới quay hả? Này, chị gọi bim bim em còn chưa bóp tâm nữa. Anh ơi, lấy lại bim bim đi. Bim bim đâu? Chú mày làm gì? Mày làm gì? Má nhà mày chứ mà. Anh lấy cho. Chó cái nè. Anh lấy cho. Anh lấy cho. Dừng lại. Mày làm sao? Mày dễ quay đấy. Hả? Mày con gà đấy.
Này, bây giờ mày có mấy bó bim bim của mấy đứa bọn tao mà mày lấy lấy thì bọn tao ăn cái gì nữa? Chị đói à? Hả? Mày chả ăn không? Hả? Thằng ơi. Bim ngon ê. Mày nghe thằng này nó lao ngay nhỉ? Mày nó phản bội rồi anh em ạ. Bao nhiêu ngày tao cho mày ăn cơm té chó mà mày dám. Đấy. Biết vậy là mình đáng ra mình vừa rồi mình cắt phần của con chó này cho nó ăn ấy. Đúng rồi. Ừ, đấy. Ma nó. Ơ, à, sao rồi? Đi luôn. Trả đi ta. Ơ. Lão thế nhỉ? Thằng này sao nó lại lão thế nhỉ? Kiếm ơi, kìa. Ấy cái bắt nó lại. Ấy cái bắt nó lại. Bắt lại kìa. Lão thì lão thật là thật. Leo. Này, Chu, mày bây giờ mày ngang đấy nhỉ? Đưa bim đưa bim đây. Đưa bim đây chó. Mày được không? Mày được không? Oh, 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 oh. Ấy là gì đó? River, Omi, Udo, đứng lại nhé mày. À, à. Vậy là tụi này nó thông đồng với nhau anh em ạ. Ôi giời, ôi trời ơi, có cái gì? Ca ca, nó cười với mặt mày. Leo 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 leo. Ủa mày chỉ láo không? Của tao. Của thằng bà mắng kìa. Chả đi coi. Không chả. Mày sao? Cái thằng quần què này. Mày kia rồi. Mày làm sao? Mày à? Này, bọn mày có ý định gì bọn mình quay trở lại để bọn mình nhằm cái mục đích gì? Bọn mày muốn thâu tóm thế giới à? Hay là bọn mình định giở trò ăn trộm đồ của ăn của người khác? Ừ. Có sao? Bọn tao không gì thế? Chờ cờ lê. Chờ. Ây. Này. Ôi xì, ấy mà cả. Nói gì chú thế? Ném mất dép em rồi. Chú trả em đây coi. Tao ném đi rồi thì có dép cái đâu mà lắm. Đâu cái gì? Chà. Đi bim lên nhanh lên. Đi bim nào? Nhanh lên. Đi bim nào? Thằng này biết mày chơi chơi gì? Đi bim nào? Mày tính là gì? Thằng ta mắt này. Đi bim sao? Cái bao gì kìa? Mày đã lấy đồ ở đâu cái gì? Mà thằng này ăn trộm em. Mày ăn trộm em. Lão gì? Mày lão à? Bọn này ngang thật đấy. Ừ. Khoan, tạm dừng khoảng là 3 giây. Đứng yên, đứng yên, đứng yên. Đấy cho mày nói gì? Đấy làm gì? Cày không? Ừ. 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 Mày làm gì? Hả? Mày làm sao? Bắt đây. Này bọn mày mà đánh hai đứa nó nữa là tao thả xuống đây là hỏng đấy. Thôi 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 thôi. Nào, mất bim bim. Mất bim bim đấy. Thôi. Bạn đánh bạn em bạn á. Bạn thấy sao? Bây giờ cứ vậy như này, bọn mày đợi đi đấy. Bọn mày cứ đợi bọn tao chuẩn bị. Nhá. Bây giờ làm sao bây giờ? Sao nó có Omi mới lại nó Reaper kìa. Nó lôi kéo Reaper với Omi đến đây là nhằm mục đích khác đấy. Anh nghĩ là vậy đấy. Không. Chắc là nó định đến để nó làm cái trò gì đấy. Nó thèm bim bim thôi. Chắc là nó lại như hôm trước nó định đến mượn chó của Alpha để nó đi tán gái. Hả? Đi đâu. Nhưng mà tại sao bọn nó lại xuất hiện ở đây? Không lẽ nào mà Omi với lại Reaper nó chỉ vì mấy quái bim bim như kiểu thằng Chu đâu? Đúng rồi. Có lẽ nào? Có lẽ nào em vội quên Omi. Đi. Ừ. Có lẽ nào? Em mang anh đi xa mãi. Ôi, có lẽ nào? Có lẽ nào? Đấy yên, anh sẽ lên anh hỏi bọn nó. Okay, đứng yên đấy nhá, bình tĩnh lại. Con đi kéo ơi. Đấy yên, bà già rồi, bây giờ bà không có ra chiến trường làm gì cả. Không, bà già gừng càng già càng cay. Má nhỉ bà. Bảo toàn tính mạng nha anh. Ừ. Ok. Ok anh sẽ quay lại. Trở lại anh nhá. Ok. Bye bye anh nhá. Mà nó ngay đây thì sao cứ phải bảo trọng thế nhỉ? Lát nó có chuyện thì phải lên cứu anh nhá. Không. Nhá, đúng không? Đúng rồi. Im mồm. Này. Im mồm. Làm sao? Đây. Tao bảo cho các người biết như này này, bây giờ các người có 3 người đúng không? Đúng rồi. Mình có mấy người? 5 người. 6 người. Bên tao có 6 người gấp đôi. Ừ. Đấy. Nên bây giờ tao tha cho bọn mày với điều kiện là đưa bim bim với lại mày cút ra khỏi vùng này đi. Ừ.
chia cộng lại xong rồi chia chia đều ra nhá. Bọn mày gấp đôi người tao đúng không? Thì đây, ba gói bim thì chia ra đấy, đây là gấp đôi, đây là một. Đấy, này, tao mày đấy, mày bần sơn à? Mày láo mày méo. Cầm không cầm. Không cầm đi thôi. Tao thằng Chu này bây giờ nhá, tao bảo mày như thế này này. Bôi đứa của anh rồi. Này. Không cho thằng nữa nhờ. Tao mày chia nhau nửa. Bọn mày sao? Bọn mày có gì không? Đầu hàng không? Đưa hết bim bim đây. Ai đầu hàng? Mày tại sao bọn mày có tiếp bim bim không? Bọn mày đến đây có mục đích gì? Mục đích à? Ừ. Đi chặt bim bim đây. Cái tô bọn mày ăn bọn mày không được. Thời gian tối. Các người đang trả. Đúng rồi, tao không gì đâu chủ mày. Ôi chết cháu. Bây giờ như này, ăn phải lùi lại đi. Bọn này nguy hiểm lắm. Này, Ribo. Bọn này nó đến này nó không phải là vì ngay bim bim đâu em ạ, nó sẽ có mục đích khác đấy. Nhưng mà anh nghĩ như này này, có phải không ngờ Omi, có phải là ngươi đang làm chương trình từ thiện đúng không? Bây giờ bọn tao đang là thiếu thốn. Nó phát quà đi không? Nó phát quà, nó phát quà. Ơ, vậy là bọn này tốt nhá, bọn này rất là tốt nhá. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell. Ui, vậy là Omi. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Chạy đi mọi người, người ta đừng nghĩ mà đi đấy. Ô mọi người đừng nghĩ mà đi đấy. Mọi người cái gì đấy ô em bị bụi rồi, bị bụi lại đi. Oh my god. Cái chất gì đấy mọi người, nó cái chất độc gì anh em ạ? Tao ngồi sao mọi người bị sao nhỉ? Ui mọi người, người ta thế rồi này, mình bị mũi lại này, chất độc gì màu hồng này. Ô bảy ơi anh ơi, mày đừng có gì nhá, cameraman là bất tử đấy. Ui này đâu, anh ơi cứu này, con sóc chạy chạy cứu anh ơi. Ủa chú ấy làm gì đấy? Bảy ơi con mày làm gì? Bảy ơi đi vào. Mình làm gì? Bảy ơi lại đi. Bảy dậy đi Bảy ơi. Bảy dậy đi. Bảy dậy đi Bảy ơi. Ủa con mày làm gì đây? Ủa mày đi làm gì? Anh còn vẫn sống à? Dậy đi anh ơi. Mày làm gì? Bấy ơi thằng Đan. Thằng này mày làm sao? Xong. Mày ơi, cứu tao ơi. Mình sao? Bảy ơi cẩn thận nhá. Ô River. Ôi chết rồi. Mày đã hôn đồng lầy rồi. Bọn mày định làm sao? Bọn mày muốn làm gì? Bọn mày định làm gì hả River? River San. Mày còn có bố quạt của khác bánh nữa cơ. Ôi mày quá. Làm sao? Quê em có cái diều Vivu à? Sao ra lũy chè đồng à? Cái kia, sao lũy chè hồng nhỉ? Bây giờ tao nói cho mày xin im mồm cho nó vào bao. Này bây giờ này, Tết Tư cũng sắp đến rồi, mới lại Trung Thu các kiểu rồi, tao không muốn gây chuyện. Kệ mày, bây giờ gây chuyện đấy. Mày tìm sao? Mày làm sao? Alo Bảy ơi, sống lại đi Bảy ơi. Mày Bảy ơi, sống lại đi Bảy ơi. Mẹ cứ trâu, thằng này bẩn quá. Mày tìm sao? Mày tìm sao? Đây rồi. Bé đi, bé đi theo anh. Dậy đi. Mày chỗ cái thuốc gì? Bọn mày sử dụng thuốc gì? Alpha ơi, con còn sống không em ơi? Alpha. Omi. Omi. Mày. Chiêu cuối của ta này. Ê. Mày biết gì không? Sao? Mày biết không? Chúng ta đã từng là đồng đội. Ừ. Nhưng mọi thứ chỉ là đã từng thôi. Đúng rồi. Ngày hôm nay là không phải ngày hôm qua.
Thả bảy ra bảy ơi, em còn tính bảy bảy em còn này còn nhận ra không bảy ơi? Giờ đi mọi người bị tôi oai choét rồi bảy ơi. Dậy bảy ơi, dậy đi bảy ơi. Em làm sao rồi? Bảy ơi. Bảy. 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 Bảy ơi, mày làm sao ấy? Bọn mày đã cho cái gì? Mày là cái gì? Lăn khoáy là cái gì? Nói. Tụi này, ăn pha. Anh ơi, em mất giống à? Anh nhầm. Sao giống? Sorry. Em mất tỉnh táo rồi à? Nhầm. Ủa, em còn ổn không? Hả? Làm sao ấy? Em chui đi. Nhanh chui đi nhanh. Toàn ngồi toàn em ơi. Ấy ơi, dừng lại. Chết rồi, làm sao bây giờ? Mọi người bị bắt rồi. Alpha, anh Bảy vừa rồi nhá, anh nhìn thấy anh Bảy bị co giật như này này, cầm điện thoại cho anh. Anh Bảy bị co giật chỗ này này, em có biết không? Anh Bảy kìa. Đây, anh người ta, anh Bảy này. Đấy, em hiểu điều gì? Vừa rồi nó cái bột trắng ấy nhá. Cái bột đấy anh nghi nó là bột, nó là một loại chất ở trong của truyền thuyết. Đấy. Ở trong phim gì nhỉ? Ở trong cái phim Trung Quốc ngày xưa đấy. Bảo sao? Bảo sao mà mọi người hít khẩu khí đấy nhà là mọi người lăn lùng ra luôn. Đi lên, cứu mọi người chứ, có cứu không? Hả? Làm sao? Méo chân à? Bọn mày đã động vào nhầm ếch rồi. À nhầm, động vào nhầm san rồi. Zipper. À nhầm, Omi. Tại sao bọn mày làm trò giống này? Bây giờ bọn mày vừa sử dụng thuốc gì mà khiến mọi người bây giờ ngất đấy, đồ này đút vào kìa, lại thò chân ra nữa kìa. Hả? Rồi, ếch. Ếch nó đã lên cơn rồi. Nào. Bây giờ như bọn mày như này này, bọn mày đã động vào anh em tao nhá. Kể cả hôm nay cũng không có 4 ở đây, không có 6 ở đây. Bọn mày cũng sẽ phải trừng phạt. Ôi. 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 Ngươi, bọn mày đi làm gì? Mày. Bọn mày đi làm sao? Ấy ơi. Ui giời. Bọn mày đi làm gì đấy? Hả? Bọn mày đi làm sao? Bọn mày thích làm sao? Mày thích làm nào? Mày thích làm nào? Thả mọi người ra. Thích thả không? Mày thích thả không? Bọn mình thả ra chưa? Thả ra chưa? Tao không thả ấy. Bọn mình làm gì? Bọn mình làm gì mọi người? Làm gì kệ tao. Bọn mình đóng chắc là đóng gói này là bán sang Trung Quốc hay là gì rồi? Đóng gói đi bán. Ai? Bán sang Ả Rập mới nhiều tiền. Oh my god, mày cũng có muốn bán sang Ả Rập à? Ả Rập mày láo thế. Lại nhiều tiền, bọn tao bán Ả Rập thôi, chỗ nào cao tao bán. Bây giờ tại sao mày lại có thể mày lại bán anh em đi sang Ả Rập Xê Út? Tại sao mày không bán sang Trung Quốc? À nhầm. Tại sao mày lại bán? Tại sao mày lại bán anh em? Mày lại bán anh em? Tao mới biết đâu lại bán anh em. Tao đã cho biết này. Không bán sang Trung Quốc. Mày chẳng biết gì á? Ai bây giờ ai bán người? Ai bán sang? Tao đã biết. Tao về tao xuất khẩu xa thôi, tao không bán. Mày hiểu chưa? Mày. Đúng rồi, xuất khẩu cho nó gọi là có kinh tế. Anh em dậy chưa? Tính nhiên chưa anh em ơi? Tụi mày yo rắm thần trưởng ạ. Ui sợ mày. Ôi giời, ôi giời, ôi giời nữa rồi. Bay đặt, ui rồi bay đặt rồi. Ui 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 giời. Ui giời. Mọi người dậy đi, mọi người dậy đi. Dậy mà dậy ơi. Bọn mày thả mọi người ra. Ôi bà Thế tỉnh dậy tôi à. Bà Thế ơi tỉnh dậy đi. Bà Thế tỉnh dậy rồi kìa.
Ôi mọi người. Ôi. 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 Cứu em lên. Ôi giời. Bé. 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 Cái gì vậy? Bé. Bé. Anh ơi cứu. Bé. Bé. Cứu em. Anh bơi đây, cứu em. Ê. Anh bơi. Anh bơi đây. Ê! Ôi, thằng Bảy nó đi chăm đây anh em ơi. Bơi đây, cứu em. Ra đây, cứu anh. Ủa, ủa, thả Bảy ra nhé. Ôi, bị bỏ thả Bảy ra. Thả Bảy ra nhé. Bỏ ra. Đau chưa? Đâu bà con đâu bà? Chị đâu bà? Ôi trời. Trả đâu đây? Trả ra. Anh Bốn nhiều mất rồi, giờ này không thấy đâu nữa. Chịu anh Bốn rồi này đấy. Ô mi, bọn mày có dừng lại ngay hành động này không? Dừng ngay hành động làm hại người khác lại. Ô, Bảy ơi tỉnh ra đi. Ủa, nó mày bé. Thả Bảy ra. Thả Bảy ra đi lên. Bà Dê khỏe thế nhỉ? Bà Dê, đánh đi. Ô. Bà Dê mạnh lên, bà Dê cố lên. Anh Bốn đi đâu rồi anh ơi? Chịu á? Chị nó đi, ăn bài ăn chả ra ơi. Con đã bị bắt Kinh Sơn rồi. Ui, ăn pha một tay à? Ui dồi. Đây gọi là gì nhỉ? Anh xã điêu. Ăn pha cố lên. Ăn pha hạ của Clipper San đi. Wow. Ui dồi, Clipper San nó máu thế nhỉ? Ăn pha. Xử lý nó đi. Ui dồi, nó thường ạ. Ăn vào là nó giúp bực, ăn vào là nó bực đi. Mày Ripo, mày hư láo đấy. Ngày hôm nay dám động vào anh em bọn tao. Mày, anh Bốn đi đâu rồi em? Mẹ hôm nay còn giờ này còn đi tán gái, còn đi ăn cưới nữa. Oh my god, mẹ hai ông đi hôm nay về anh ấy thật luôn. Hơi không để yên ông ấy đâu. Mẹ đang đánh nhau đến này đi chơi. Ripper, mày định làm gì? Bọn mày có mục đích gì? Bọn nó có mục đích gì em? Thấy à? Yeah.
Gói bấy không bấy ra. Nhanh. Chết ơi, cứu anh. Anh chết mất chết ơi. Chết ơi, cứu anh chết mất à. Lão nhỉ. Chết ơi, em đâu rồi? Anh làm con sư tử cái của anh. Bà đi ơi, cứu con. Bà đi ơi, cứu. Thầy Lâm, thầy Lâm em yêu, sư tử cái của anh. Sư tử á, ôi trời, thầy ơi, em thấy sư tử mất rồi. Mày chết thằng Ubi. Mày to thằng Ubi. Bị thầy thì em tuột mất rồi. Anh Quyền đã chầm người rồi. Ê, cứu anh Vân. Đi ôm mi bọt mấy ạ. Ôm mi. Ôi 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 mày muốn thử không? Bọn mày. Ủa. Bấy ơi, Alpha ơi. Chà ra anh cơ bị làm sao rồi? Vào đây nữa. Ủa, toàn hồ. Ủa bọn này, nó đúng là nó định bán anh em sang bên Ả Rập Xê Út rồi anh em ạ. Toàn thế nhỉ? Bọn liều thật đấy. Mày làm sao? Bị thích làm sao? Bọn mày thích làm sao? Vibo. Bọn mày định làm gì? Bọn mình có muốn ý đồ gì sau khi bọn mình làm hại mọi người? Mày có muốn quay không? Tao muốn quay phim đây. Hả? Mày bỏ cái cây xuống không? Bỏ cái thần của mày, cái cây gậy xuống không? Bỏ xuống. Bọn này láo thật. Bọn mày định làm gì? Bọn mày làm gì? Thả cho bà ạ! Nhanh! Thả mọi người ra nhìn đi! Bọn này, láo thật! Chu! Chu! Thả bấy ra! Thằng bấy nó nặng lắm! Cho con mụ dài lên trước! Bọn mày nhớ đấy! Bọn mày nhớ đấy! Anh bốn đâu hết rồi, bây giờ này đi chơi xấu nữa. Chịu con này rồi. Thả bà dây ra, thả mọi người ra. Đây thằng này mới. Mọi người. Bọn mày. Thả bà ra nhanh lên. Cho phong đồ nữa. Mày láo thật. Ăn sao ơi mọi người ơi, ủa mình ăn đứng ở xa đứng lắm, đứng lại gần đây mọi người này. Ôi trời ơi, ăn pha toan rồi nhau ấy nè, đấy cha đám toan rồi này, con giật cái thứ rồi. Mày thích làm sao còn thằng nữa. Mày thích làm sao? Muốn chạy không anh em nhỉ? Mình có nên chạy không? Chắc mình sẽ bỏ lại mọi người thôi. Mày chạy nữa này. Mày tìm sao? Mày ý đồ gì? Mày bây giờ mày về phe của River San rồi phải không? Chu. Mày đi. Hả Chu? Tao về phe nó rồi mà. Tại sao? Cái tao là chủ của nó. Mày muốn ý đồ gì? Mày muốn ý đồ gì? Hả? Đồ gì kệ. Tao. Bọn láo thật. Ui, bọn này ngang thật. Chết rồi, làm sao bây giờ? Mình có nên về không anh em ơi?
Mình có nên bỏ mọi người lại không? Con này liều quá. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ anh em ơi? Ui dồi, bọn này lang ngang thật. Bọn này ngang thật anh em. Ui dồi, ngang thật đấy. Anh 4 miệng 6 miệng 5 này đi đâu hết rồi không biết nữa. Mọi người biết con anh 4 miệng 6 miệng 5 đi đâu không? Bây giờ này hôm nay lại thiếu mà cả ba ông. Ui kìa, bọn nó làm gì trò gì kìa. Ui nó làm trò gì kìa. Ui kìa, bọn nó làm trò gì kìa. Nó múa múa may với nhau kìa. Ui 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 ui. Bọn nó định làm gì đấy anh em ạ? Không biết là bọn nó định làm gì đấy anh em. Anh em cho mình xin ý kiến nào. Bọn nó định làm gì nhỉ? Tại sao bọn nó lại bắt cóc tất cả San nhỉ? Nó định bắt cóc cả anh camera cơ nhưng mà anh camera bất tử. Mình sao bây giờ mình cứu mọi người không anh em ạ? Bây giờ mình có nên cứu mọi người không nhỉ? Mà dựa vào sức lực của một mình thì có thể cứu không nhỉ? Khéo nó bắt cả hay là mình trốn thôi. Mình bỏ mọi người thôi. Mình kệ thôi nhỉ. Nhưng không được đâu. Nhưng mà kệ tín cơ. Các bạn chửi mình chết. Ôi, bọn nó bảo là đút vào thùng container. Mình nghe thấy vậy. Nó bán ở nước ngoài rồi. Nó bán anh em sang nước ngoài rồi. Ôi, kinh quá. Ôi, kinh quá kìa. Ui kinh quá anh em ơi. Kinh quá. Ui, alo. Kinh quá. Xe đầu kéo vào kéo cho tao đôi 4 5 con lợn đi chứ. Còn con thứ 6 thì nó còn đang đứng ở đằng kia kìa. À nó nhìn thấy mình rồi. Yeah. Bọn mày. Nhanh nhanh đi nhá. Tao gọi cho. Bọn mày. Tao quỷ to to vào nhá. Bọn mày. Chu. River, Omi. Bọn mày có dừng ngay cái việc bán anh em sang bên nước ngoài không? Tao. Bọn mày định bán cái San ở nước ngoài gì? Bọn mày sao bọn mày to gan thế? Bọn tao không phải bán mà là bọn tao xuất khẩu. Xuất khẩu à, đóng thùng à? Ờ, mày có muốn xuất khẩu luôn không? Mày làm sao mày có muốn bị xuất khẩu luôn không? Mày tưởng mày có thể đóng thùng vào tao mày dễ dàng đóng thùng vào Caraman nữa. Hả? Tao. Hả? Hả? Mày thích làm sao? Tao. Mày lại đấy. Mày đã chọc hết kẹp rồi. Cầm camera nghe ạ. Nó mạnh thế. Mọi người tính lại đi. Má nhảy em. Anh bốn đâu mất rồi. Anh bốn đâu mất rồi. Anh bốn người này còn đi chơi nữa. Anh bốn đâu, anh bốn đâu rồi. Mày. Anh bốn. Người là ai? Nào đây. Anh nào đây? À, thằng này là thằng to nhất này mới được lắm tiền này. Oh my god, 504 rồi ơi. Tao 504. 504 chứ. 504 đến rồi. 504. Hay không? 504 nha. Là sự kết hợp giữa đây 504 là kết hợp giữa 404 là 66. Ờ rồi, mày biết để làm gì không? Để con này tao bắt mày luôn này. Để bắt mày đấy. Để bắt mày đấy. Thằng này mới là thằng lắm tiền đúng không? 504. 504 đến rồi. Ủa. Chúng mày bắt được nó. Thấy chưa? Chúng mày ơi, bắt được cái thằng 504 này ấy là mình sẽ bán được cả 404 đúng không? Mày im mồm lại. Im mồm. Ê, lại. Mày im mồm. Bắt mà được hai đứa à? Nhịn dữ đây. Anh 504. Để yên nhá. Đấy, mọi người thấy chưa? Bây giờ này, bọn mày đã động vào Alpha, động vào 7, động vào Chara, động cả 3G nữa. Bây giờ này 504 đã xuất hiện rồi. Này, bây giờ chúng mày thích làm sao? Bây giờ chúng mày thích làm sao? Chúng tao thích bắt mày để xuất khẩu lốt cho lắm tiền đấy. Mày ngang đấy nhỉ? Tao ngang hơn cua. Mày các mày là đằng chu không? Thấy chưa? Tao là chu sinh trai. Oh my god, nó là BD. Đằng có lợn này. Đấy. Cái thằng này màu này. Để tao, để tao thì cái volume á. Anh 504 rồi. Bọn nó hãm hại X, hãm hại Alpha 7 rồi thì cả 3G, Chara nữa. Nó định bắt, nó bán, nó bảo nó bán sang Ả Rập Xê Út. Thì ra chúng mày định bắt
đồng đội của tao à? Thì ra bọn mày chọn cái chết. Tao không chọn cái chết mà là tao bắt luôn cả hai đứa chúng mày để tao đi xuất khẩu nhá. À, thằng chúng mày á, cứ để tao chỉ còn một ít thôi, mày hiểu không? Đi ra. Đấy. 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 Mày hiểu đấy là gì không? Quy trình nó phải như thế, đúng không? Đấy. Là màu. Đấy. Mạnh chứ sao mạnh. Tao đã bảo rồi. Quá, em mất tí ra để. Ui giời. Lộn phát phải lộn xuống. Lộn lên. Lộn lên lộn xuống này. À đâu. Cái thằng kia. Quẹt tay đâu rồi. Rồi, Omi nó to nhất là mày thi thể nè. Reaper nếu mà mày quân tử mày đấy Omi nó xử lý thử 504 cho mới dám xử lý không? Anh 4 5 504 lên. Đấy chưa? Những điệu múa từ dân quê đấy. Ui giời, đau thế. Ui giời, đau thế. Đấy. Sao mày yếu thế? Nhìn tao đây này. Ừ. Người trần mắt thịt như mày đấy có cái nịt mà ăn được anh 504. Vậy là hôm nay là hai ông này kết hợp với nhau. Ông 4 với ông 6 này. Đau quá, đau quá. Đau quá. Mày. Mày còn cười tao à? Đã bảo rồi, bọn mày đừng động vào anh 504 làm gì cả. Cười tao đi. Ngoan. Cứu tao. Bọn mày khôn khôn, ngày hôm nay bọn mày gặp phải 504 rồi. Người nó cứng quá chúng mày ơi. Năm mươi bốn cố lên. Mày đây nhá, 504 này, 504 này là chưa tiến hóa đủ ấy. Còn nếu mà 504 nó tiến hóa đủ có cả cánh nữa cơ đấy. Mày chăm truyền thuyết rồi, 504 có cả cánh các thứ màu mè các thứ đâu đấy. Tao nói cho mày biết nhé, cánh người ta đang xuất khẩu, đang nhập khẩu bên châu về đấy. Cái cánh về đến nơi. Cái cánh này sau này, nếu mà cái cánh này nó có nhiều năng lực hơn. Bây giờ hai bạn tao, camera và anh 504 sẽ xử lý bọn mày. Ăn đồ rồi, đi chơi múa tao à. Đấy, múa tao mày múa. Xuống vực rồi. Anh cái gì đấy, anh bốn đi phá bị bắt kinh chân sốt à san quần à. Con này tao bổ này, khoan. Con này nhá, ba thằng bọn mình phải kết hợp vào thì mới đánh được bọn nó. Ok. Oh,
hòa lắm. Nào, 1, 2, 3. Anh bố được cẩn thận. Anh em có bố được cẩn thận đi. Ôi mọi người gánh clean lên nè. Cứu, cứu anh em có bố đi à. Chơi mạnh đi, xử lý vào đó đây. Anh bên mình đấy. Sao đây đâu em? Sao em trúng đấy? Ai vừa đẩy con em? Ai biết được. Mày thích chưa? Bọn mày. Omi, Zippo, tao chưa về hạt chú không? Mày nhớ mặt tao đi, thằng năm khu 4 đấy. Không, mặt tao nhìn cho rõ nào. Anh năm khu 4 à? Sao hôm nay hai đứa tiến hóa vào nhau à? Hồi chúng tao hòa chung một à? Hôm nay người ta đi chơi với nhau rồi. Oh my god, kinh dị thế. Ôi mẹ, xem tiếp sao? Lên đây, lên đây. Mày nhớ là tao đấy. Này. Ôi, nói ý tôi đánh không lại đâu. Mày gió lên đây là Omi nhá. Rồi, mày là nhớ mặt bọn tao, lần sau mày thử quay lại xem. Thử lắm, quay lại xem. Ủa, anh năm không bốn đâu. Anh bốn, anh này anh bốn, giọng của anh bốn nhỉ. Tại sao đây là quần áo? Tại sao mà quần áo? Thằng bảy nó sắp nghèo rồi. Ủa, bảy lại kêu bảy lên. Nhanh 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 mọi người. Ủa. Ấy cái này. Ủa. Bảy ơi, còn sống không? Bảy ơi, bảy ơi. Nào mọi người cứu nó đi. Nào nào, mọi người xé nó, xé nó, xé nó. Anh ơi, tỉnh lại đi anh ơi. Ê, cái dao này bao này nó dài đi. Sao nó bị cột kính ấy nhỉ? Ê, chết rồi, anh Bốn đây. Hô hấp nhân tạo. Anh Bốn. À, ngã, ngã, cẩn thận. Anh Bốn. Ta không phải là anh Bốn. Thế anh gì? Xem bên đi vậy. Tao là năm không Bốn. Ê, cởi ra đi anh, cái cứu người đi anh. Sao buộc cô rỡ vậy? Ủa, nó rút vào em vào bao à? Ủa. Cái bao này nó như cái hầm ấy. Nào, anh bốn nào. Ủa, kính thế. Bảy. Bảy đi này, cứu bảy đi mọi người. Tao là để nó bảy đi, kể nó đi. Kể nó toàn à? Kể nó đi, để cho bảy. Bảy còn sống không ý, bảy còn sống không ý. Toàn rồi, toàn thằng bảy rồi. Ủa, bé bảy hôm nay tán trong bao từ sớm giờ, không biết là cái này làm sao luôn. Ủa thôi anh em ơi, toang ngồi. Bảy toang ngồi. Bảy còn sống không? Ủa. Hô hấp đi. Bảy sống không? Sống rồi. Ấy kìa, anh thằng này anh nhái này. Nhái. Ấy pha kìa. Ấy, Spider-Man sao này mày mặc đồ ấy. Hả? Anh con đâu? Mày đang trong đồ của anh à? Mất vịt. Bảy còn sống không? Nào, hô hấp nhân tạo cho anh.
quá nha anh. Bọn nó đâu rồi? Bọn nó đâu rồi? Hả? Bọn nào? Bọn nó đâu? Bọn nào? Bọn nó ra mắt em à? Bọn nó đâu rồi? Em thì sao ấy? Chưa đã tối rồi nhỉ? Ui. Nó bị đánh con rồi. Ủa, nha. Lúc nãy mọi người. Anh Bốn. Mày bị đuôi à? Anh năm cũng bốn, không phải anh bốn đâu. Đây kết hợp giữa năm và bốn ấy, trong đây có cả sáu trong đây đấy. Hai đứa hôm nay làm kiểu gì nó kết hợp vào nhau rồi. Ê, chúng mày nhắm mắt rồi. Tối. Ê, chà ra. Tao là năm và bốn. Đi về nấu cơm đi. Đi về nấu cơm đi. Đói lắm rồi. Đánh đói lắm rồi. Anh không bị đánh đâu, em mới là bị đánh nhiều. Đi về bên anh, nơi này có ai ra mà cầu tình ra. Mới mất lời rồi. Bà Dê này. Cầm về. Lần sau chú ý cái đấy là độc hoa tình đấy. Nó ở bên ép tưởng độc hoa tình phải có tình yêu chứ không thấy tình yêu của bà đâu. Phải tìm tình yêu cuộc đời bà đã.